Trời ơi. Giờ rồi miếng dưa vậy đó, cạp cạp rồi nhả ra, cạp rồi nhả ra. Trắng này nhả nha. Nhả ra. Đúng rồi. Ừ. Có phải chơi vậy đó. Ừ. Thích cắn. Ừ. Nhìn mà cạp mắc cười quá. Nhả, đúng rồi. Nhả ra. Nhai nuốt biết nuốt không được, nhả ra con. Nhả ra. Đúng rồi, nhả ra, le lưỡi ra. Ừ. Nên nuốt không được, nó nhả ra. Ừ. Cầm cầm. Cắn rồi nha. Ừ. Rồi, mà lấy ra nè. Chơi này phải có người ngồi canh mới được. Rồi, vậy đó. Chịu nổi không? Rồi nói. Chơi kỳ vậy này. Ngon không? Chơi hàng ngon không? Ấy chà. Vừa hấu cái đỏ không ăn, đi cắn cái vỏ. Này le lưỡi ra cho ba lụm. Ừ. Ba mỏi tay rồi nghe. Nghỉ chơi được rồi chưa? Ừ. Có hai cái răng mà phá thấy sợ luôn vậy đó. Nhả ra, nhả ra. Nhả ra. Ừ, nhả ra. Đúng rồi. Ừ. Thôi không cho chơi nữa nè, ba ba bạn việc rồi. Chẳng hết mấy gì hấu chờ cả buổi luôn á.